Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả các quý khách hàng của MediaMart. Ngày hôm nay Thùy Linh rất vui được đồng hành với mọi người trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện tại khi mà chúng ta đi ngoài đường, nào là các trung tâm thương mại, các nhà hàng, khách sạn thì đều được trang trí rất lộng lẫy những hình ảnh của Giáng sinh, cây thông Noel này, người tuyết, tuần lộc, ông già Noel, các món quà, một cánh đồng tuyết trắng bao phủ, nhìn chung là một không khí rất rực rỡ và rộn ràng. Và đương nhiên là tại MediaMart thì chúng tôi cũng không nằm ngoài không khí này. Thế nhưng ngoài việc trang trí cho thật lung linh và lộng lẫy, thì bên cạnh đó MediaMart còn muốn đem đến cho các quý vị khách hàng một dịp lễ Giáng sinh tưng bừng với những món đồ gia dụng cực kỳ hot, được bán ra với mức giá cực kỳ hời. Và để biết là xem trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến điều gì, thì mọi người nhớ là hãy xem thật kỹ livestream của chúng tôi nhé. Để biết xem ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị khách hàng những sản phẩm gì thì hãy nhớ là theo dõi thật kỹ livestream nha. Thế nhưng trước khi bước vào phần chính thì đừng quên là hãy thả một like hoặc một tim, sau đó share livestream này của chúng tôi trên trang cá nhân của các bạn ở chế độ công khai để bạn bè và người thân của chúng ta cũng được biết tới chương trình và có cơ hội được mua sản phẩm, những sản phẩm với giá cực kỳ hời, những sản phẩm cực kỳ hot ngày hôm nay. Linh sẽ nhắc lại, đừng quên like và share livestream trên trang cá nhân của các bạn để người thân và bạn bè cũng được biết đến chương trình và mua được những sản phẩm cực kỳ hot với mức giá cực hời. Những sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các quý khách hàng hứa hẹn sẽ là những sản phẩm cực kỳ hot mà sẽ đem đến cho ngôi nhà của các bạn không khí chỉn chu, sang trọng và đẹp đẽ. Thêm nữa là sẽ còn hỗ trợ chăm sóc cho sức khỏe của cả gia đình bạn. Vì thế nên đừng bỏ lỡ các sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay các bạn nha. Trong những ngày cuối năm này thì nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm tăng rất cao và Linh đã nhận được rất nhiều phản hồi và sự quan tâm của các khách hàng đối với nhiều sản phẩm tại MediaMart. Thế nhưng quan tâm nào thì cũng có nỗi lo đúng không ạ? Ví dụ như là Linh nhận được những nỗi lo là nếu như mua những sản phẩm to như tủ lạnh hay máy giặt thì làm như thế nào để có thể vận chuyển tại nhà? Thì các bạn có thể yên tâm là tại MediaMart chúng tôi sẽ hỗ trợ các khách hàng vận chuyển sản phẩm về đến tận nhà, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Và cũng có những khách hàng thắc mắc rằng là cuối năm thì có quá nhiều việc phải dùng đến tiền, vậy thì làm như thế nào để có thể cân đối tài chính, có thể sử dụng được sản phẩm tốt mà vẫn tiết kiệm được tiền của mình? Thì ở đây Linh sẽ cho mọi người câu trả lời, đó là nhiều sản phẩm tại MediaMart thì sẽ có hỗ trợ trả góp không lãi suất trong vòng 6 tháng cho tất cả các bạn. Đúng là quá tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những sản phẩm tốt chính hãng đến từ MediaMart với mức giá cực kỳ phải chăng. Thêm nữa là sẽ còn được trả góp thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Thêm nữa là đối với những sản phẩm khi mà chúng ta mua tại MediaMart thì sẽ được miễn phí vận chuyển. Linh sẽ nhắc lại là miễn phí vận chuyển. Vậy là chúng ta vừa không phải lo mang vác đồ nặng, vừa không phải lo phí vận chuyển. Và nếu như trong vòng 45 ngày đầu tiên mà sản phẩm của các bạn có lỗi từ nhà sản xuất thì MediaMart sẽ hỗ trợ đổi trả hàng ngay cho các bạn. Quả là nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn đúng không ạ? Chính vì thế nên đừng bỏ lỡ livestream ngày hôm nay để xem là chúng tôi sẽ đem về cho các bạn những sản phẩm gì. Còn bây giờ thì thời điểm vàng sắp đến rồi. Linh đang thấy có rất nhiều khách hàng thúc giục tò mò xem sản phẩm ngày hôm nay là gì. Tuy nhiên thì trước khi bước vào tìm hiểu sản phẩm ngày hôm nay thì mọi người hãy nhanh tay like và share livestream ở chế độ công khai để bạn bè và người thân cũng được biết đến chương trình, được mua những sản phẩm tốt với mức giá phải chăng mọi người nhé. Hãy nhanh tay like và share ngay livestream của chúng tôi đi ạ. Như mọi người cũng đã biết thì hiện tại chúng ta đang vào dịp lễ Giáng sinh, đồng nghĩa với dịp cuối năm là cuối tháng 12 rồi. Đây cũng là thời điểm mà mùa đông đang diễn ra và hiện tại thì nhiệt độ ngoài trời đang rơi vào khoảng chỉ từ 12 cho đến 14 độ và chưa kể là chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là nhiệt độ của chúng ta thậm chí còn có thể xuống dưới 10 độ kèm với cả mưa phùn. Trong thời tiết như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng những quần áo mùa đông dày và nặng. Thế nhưng đối với những loại quần áo này, nếu như giặt tay trong thời tiết này thì có rất nhiều khách hàng đã chia sẻ với chúng tôi rằng không biết là đến bao giờ trời mới khô, đặc biệt là những đồ quần áo len và những đồ dày thì khi mà chúng ta giặt tay sẽ cảm thấy cực kỳ vất vả, nước lạnh, quần áo mau khô, quần áo không hề mau khô một chút nào, quả thực có phần bất tiện. Vậy thì như thế nào ạ? Chúng ta sẽ sử dụng một chiếc máy giặt để giúp xử lý tình trạng này. Tiết kiệm được thời gian giặt, người giặt sẽ không cần phải chạm tay vào làn nước lạnh nữa. Đồng thời quần áo khi giặt bằng máy thì cũng sẽ nhanh khô hơn, thậm chí có thể tiết kiệm đến một nửa thời gian so với quần áo thông thường để có thể khô và chúng ta có thể sử dụng. Thêm nữa là khoảng một tháng tới nữa thôi là thời tiết sẽ bước vào mùa xuân và diễn ra mưa phùn. Trong những ngày này nếu như quần áo lâu khô, bên cạnh đó thì sẽ còn diễn ra tình trạng nấm mốc và ẩm ướt, không chỉ gây cảm giác khó chịu cho người mặc
người mặc mà thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay, Thùy Linh rất mong muốn được đem đến cho quý vị khách hàng một sản phẩm là một chiếc máy giặt để có thể giúp quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy đỡ vất vả hơn trong việc giặt quần áo trong mùa đông này. Và thương hiệu máy giặt ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với chúng ta đó chính là thương hiệu Aqua, một thương hiệu rất quen mặt tại Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem Aqua sẽ đem đến cho chúng ta những sản phẩm nào và mức giá sẽ là bao nhiêu ạ? Quay trở lại với livestream ngày hôm nay thì ngay vừa rồi khi mà Linh giới thiệu đến thương hiệu máy giặt Aqua thì ở dưới phần bình luận đã có của một khách hàng gửi về là đồ của Aqua thì không phải bàn rồi. Đủ để thấy rằng đây là một thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng đến mức nào. Tuy nhiên thì có thể là có một số khách hàng chúng ta vừa mới đến với livestream hoặc là cũng chưa được biết đến thương hiệu này. Thì ngay bây giờ Linh sẽ giới thiệu qua một chút để các quý khách hàng chúng ta được biết thêm thông tin về thương hiệu cũng như là có thêm sự lựa chọn về sản phẩm mọi người nhé. Aqua thì được biết đến là một thương hiệu máy giặt tới từ Nhật Bản. Và cái tên Nhật Bản thì mọi người biết là quy trình kiểm nghiệm sản phẩm nghiêm ngặt đến như thế nào. Vì thế nên thực sự là chất lượng những sản phẩm đến từ Nhật Bản thì chúng ta gần như là không phải bàn nữa rồi đúng không ạ? Thêm vào đó thì máy giặt Aqua được thiết kế rất đa dạng về khối lượng giặt sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn khi mà chúng ta mua sản phẩm này. Thiết kế sang trọng mọi người có thể thấy đây. Bên cạnh Linh là những chiếc máy giặt Aqua thì có thể thấy rằng là thiết kế rất sang trọng và hoàn toàn có thể phù hợp với nhiều không gian sống của chúng ta cũng như là nhu cầu sử dụng của người Việt. Và trên sản phẩm này thì được tích hợp rất nhiều công nghệ giặt tiên tiến giúp làm sạch nhanh chóng mọi vết bẩn, kể cả những vết bẩn cực kỳ khó giặt. Cái này thì Linh có thể khẳng định bởi vì tôi đã từng được trải nghiệm sản phẩm này rồi ạ. Thêm vào nữa là có thể bảo vệ sợi vải, đi cùng với đó là khả năng tiết kiệm điện và chi phí cho người sử dụng. Nghe đến đây là đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và mỗi loại máy giặt thì sẽ có những tiện ích riêng mà khi trải nghiệm thực tế chúng ta mới có thể biết được. Chính vì vậy nên là một lát nữa thôi Linh sẽ giới thiệu cho các bạn là xem là ngày hôm nay trong livestream của chúng ta sẽ có sản phẩm nào. Và đối với những nào mà đang lo lắng về mức giá của sản phẩm và tình hình tài chính cuối năm thì mọi người đừng lo, là đối với mỗi livestream thì sẽ luôn có chương trình khuyến mãi. Và ngày hôm nay cũng vậy, mức giá của sản phẩm ngày hôm nay có thể được giảm đến 50%. Linh nhắc lại, có thể giảm đến 50% mọi người nhé. Và đương nhiên là vẫn trả góp 0% lãi suất. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Vâng ạ, vừa mới nghe giới thiệu nhãn hàng một chút thôi mà Linh cảm thấy không khí đang nóng hơn rất là nhiều rồi. Con số mắt xem đang tăng lên rất là nhanh. Ở đây thì Linh đang thấy là có chị Phương này, chị Nhung này, anh Trường, anh Đức ạ. Vâng, chào tất cả các anh chị ạ. Nhưng mà ngoài việc xem thôi thì mọi người hãy nhớ là thả giúp em một like hoặc là một tim hay một ha ha thôi cũng được. Và tiếp theo đó là mình sẽ share livestream về trang cá nhân về chế độ công khai để bạn bè và người thân của mình cũng được biết đến chương trình và cũng được mua sản phẩm ngày hôm nay với mức giá ưu đãi mọi người nhé. Nhớ là like và share giúp em đấy ạ. Bên cạnh đó thì hãy tag thêm cho em hai người bạn. Tag thêm cho em hai người bạn mà hơn hai người bạn thì càng tốt mọi người nhé. Bởi vì là những ai chưa like, chưa share livestream thì rất là khó để có thể biết được rằng là ngày hôm nay chương trình livestream sẽ đem đến cho mọi người sản phẩm gì, mức giá giảm là bao nhiêu và sẽ có ưu đãi gì cho mọi người đúng không ạ? Sẽ rất là lãng phí nếu như dịp cuối năm rồi mà chúng ta không săn được cho mình một sản phẩm cực kỳ hot, chất lượng cực kỳ đảm bảo đến từ Nhật Bản được phân phối tại MediaMart tại Việt Nam và bán ra với mức giá cực kỳ hời. Như là Linh đã nói là giảm đến 50%, giảm 50%, chưa kể là còn 0% lãi suất nếu như chúng ta mua trả góp hoặc là được miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại nhà. Quá hời đúng không ạ? Nên là ngay bây giờ hãy giúp em like và share livestream về trang cá nhân, về chế độ công khai để bạn bè cũng như là người thân của mình cũng có cơ hội được mua những sản phẩm cực kỳ tốt của MediaMart mọi người nha. Nhớ là like và share livestream đi ạ. Vâng ạ, vừa mới nhắc đến sản phẩm thôi là đã thấy có rất là nhiều người thắc mắc là sản phẩm nào rồi, nóng lòng quá nên là ngay bây giờ không để mọi người đợi lâu hơn nữa. Trước mắt Linh sẽ công bố cho tất cả các khách hàng tên của sản phẩm sẽ có mặt trong chương trình livestream ngày hôm nay mọi người nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc máy giặt lồng đứng ngay bên cạnh Thùy Linh đây ạ. Đây là chiếc máy giặt Aqua 8kg và 8kg ở đây là khối lượng quần áo có thể giặt mọi người nhé. Sản phẩm có tên là AQWKS80GTS. Có thể thấy, đây ạ, chính là sản phẩm đang đứng bên cạnh Linh đây ạ. Một sản phẩm với thiết kế màu xám vô cùng sang trọng và bắt mắt. Và Linh nghĩ rằng là đối với màu xám này thì dù là không gian nhà của chúng ta thiết kế theo kiểu hiện đại hay là kiểu cổ điển hay cơ bản thôi thì chiếc máy giặt này vẫn sẽ có thể thích hợp được với rất nhiều không gian nhà mọi người nhé. Chiếc máy giặt lồng đứng Aqua thì có thiết kế rất là đẹp, cái này thì không phải bàn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu xem là bên cạnh đó chúng ta sẽ có những điểm gì nổi bật đối với sản phẩm này mọi người nhé. Và mọi người có thể thấy rằng này,
thiết kế lồng bên trên như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là dễ dàng lấy được quần áo ra ngoài sau khi mà chúng ta giặt xong. Đặc biệt là có thể hạn chế nước tiếp xúc với cả bo mạch, giúp tăng tối đa tuổi thọ cho máy. Thêm vào đó là như là Linh đã nói ngay từ lúc đầu, khối lượng quần áo mà chiếc máy này có thể giặt là 8kg. Đây là một khối lượng không hề nhỏ đâu ạ. Có thể tiết kiệm thời gian giặt và giặt cùng một lúc một số lượng khá là lớn quần áo trong gia đình của chúng ta. Nên là nếu như mà chúng ta sử dụng chiếc máy giặt này với mục đích là trong gia đình của mình thôi thì Linh nghĩ là sẽ rất là hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Và gia đình của chúng ta thì có thể rơi vào từ khoảng 3 cho đến 5 người mọi người nhé. Đây là một con số cũng không hề nhỏ một chút nào đâu ạ. Thêm vào đó là chiếc máy sẽ có 8 chương trình giặt được hợp sẵn, bao gồm là giặt tiêu chuẩn này, giặt ngâm, giặt mạnh, giặt nhẹ, giặt nhanh, giặt chăn mền và vắt cực kỳ khô. Linh nhắc lại là vắt cực kỳ khô nha. Có thể đáp ứng được nhu cầu giặt giũ rất là đa dạng. Dù là chúng ta có thể sử dụng để giặt quần áo này hay là đồ như chăn màn gối chẳng hạn, thì trong mùa đông này chúng ta cũng có thể sử dụng rất là nhiều. Và thêm nữa, như là Linh đã nhấn mạnh, thì chiếc máy giặt này có thể vắt cực kỳ khô, giải quyết được cái vấn đề là quần áo lâu khô của chúng ta trong mùa đông cũng như là mùa xuân mùa phùn sắp tới mọi người ạ. Rất là tiện dụng luôn. Và chiếc máy giặt này thì được trang bị nắp kính cường lực, mà lát nữa đây thì mọi người có thể đứng lại gần hơn để xem. Nắp kính cường lực này thì có thể chịu được những tác động mạnh từ bên ngoài, có thể tránh được cái quá trình chảy xước và giữ cho chiếc máy này luôn luôn mới mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát kỹ hơn ạ. Có thể thấy rằng sản phẩm đang ở ngay bên cạnh Linh có thiết kế vuông vắn và chắc chắn. Tuy nhiên thì cũng có nhiều khách hàng thắc mắc rằng là đối với một chiếc máy giặt thì không biết là sẽ có chiếm quá nhiều diện tích trong căn nhà của mọi người hay không. Thì bây giờ Linh sẽ cho mọi người thấy nhé. Đây, Linh sẽ đứng lên hẳn cạnh sản phẩm luôn, có thể thấy không ạ? Người Linh thì không to đâu và sản phẩm này thì cũng chỉ nhỉnh hơn có một chút thôi. Nên là Linh có thể đảm bảo rằng nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích trong ngôi nhà của bạn. Chưa kể là chúng ta hoàn toàn có thể trả góp 0% lãi suất, thêm nữa là miễn phí vận chuyển luôn. Nên là tội gì mà chúng ta không được mua với sản phẩm này, đúng không ạ? Hay là đối với những khách hàng có thắc mắc rằng là đối với những sản phẩm có nhiều ưu điểm này, vừa có thiết kế đẹp này, vừa nhỏ gọn này, có nhiều chế độ giặt đa dạng khác nhau, vắt lại khô, thêm nữa là mặt kính chắc chắn như thế này, thì mức giá của nó không biết là có cao không? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là giá của chiếc máy giặt này trong livestream là bao nhiêu mọi người nhé. Đó. Vâng ạ, một chiếc máy giặt nhỏ gọn và trông rất đơn giản thôi, thế nhưng lại được tích hợp rất nhiều những tiện ích như vậy. Nào là vừa có thiết kế nhỏ gọn, màu sắc sang trọng, lồng kính, mặt kính như thế này rất là có thể bảo vệ để cho máy, hạn chế cái tình trạng máy bị xước răm, hay là chế độ giặt đa dạng. Thì có thể thấy rằng chiếc máy này đem đến cho chúng ta rất nhiều tiện ích. Và có những khách hàng thắc mắc rằng là nhiều ưu điểm như thế thì giá có đắt hay không, thì ngay bây giờ Linh sẽ trả lời câu hỏi về giá cho mọi người ạ. Hiện tại thì chiếc máy giặt Aqua lồng đứng 8kg có thể giặt quần áo của chúng ta thì mức giá niêm yết ban đầu là 4.990.000 đồng, và trong chương ngày hôm nay thì được giảm đến 21%, còn 3.990.000 đồng. Mọi người không nghe nhầm đâu ạ, từ 4.990.000 đồng giảm xuống còn 3.990.000 đồng. Thế nhưng mức giá này sẽ chỉ áp dụng trong livestream của chúng ta ngày hôm nay thôi. Có nghĩa là hết livestream thì sẽ trở lại với mức giá niêm yết ban đầu. Nên là ngay bây giờ mọi người hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại thông tin cá nhân, tên và số điện thoại, hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của chúng tôi để chuyên viên tư vấn có thể gọi điện và hỗ trợ các khách hàng mua hàng một cách thuận tiện và hợp lý nhất có thể. Và đừng quên là tại MediaMart thì vẫn có chương trình trả góp 0% lãi suất dành cho những khách hàng nào chúng ta vẫn đang phân vân về giá mọi người nhé. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại và thông tin cá nhân để chúng tôi có thể tư vấn mua hàng cho các bạn. Một sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ nhiều tiện ích cũng như là mức giá phải chăng chắc chắn sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời với mọi gia đình của chúng ta. Và bây giờ thì Linh sẽ điểm lại một số những tính năng nổi bật của sản phẩm này để mọi người có thể thấy rằng là chiếc máy này có gì đặc biệt mọi người nhé. Đầu tiên là thiết kế sang trọng và hiện đại. Cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng quan sát được bằng mắt thường rồi mọi người nhé. Không cần phải bàn nhiều đâu ạ. Hiện tại chiếc máy của chúng ta sẽ còn có bảng điều khiển dễ nhìn. Lát nữa thì Linh sẽ mời mọi người lên đây để có thể quan sát kỹ hơn cái bảng điều khiển của chúng ta để xem là nó trông như thế nào ạ. Tiếp theo là khối lượng 8kg. 8kg ở đây là khối lượng quần áo có thể giặt trong một lần giặt mọi người nhé. 8kg là khối lượng tối đa và có thể dùng cho một gia đình có từ 3 cho đến 5 thành viên mọi người nhé. Từ 3 cho đến 5 thành viên ạ. Thêm nữa là nắp kính cường lực 100% chịu lực tốt. Đây, Linh sẽ nhấc lên một chút. Đó, có thể thấy rằng là chúng ta có một cái mặt kính ở đây, nhưng lát nữa Linh nghĩ là nếu như chúng ta được quan sát từ trên xuống thì sẽ quan sát dễ dàng hơn. Với mặt kính cường lực chịu lực tốt như thế này thì có thể hạn chế được những va đập mạnh cũng như là tình trạng xước răm khi mà chúng ta đã sử dụng máy được một thời gian rồi mọi người ạ.
Thêm nữa là mâm giặt kháng khuẩn ABT có thể ngăn ngừa vi khuẩn hiệu quả lên đến 99%. Và cái việc ngăn ngừa được vi khuẩn thì cũng góp phần đảm bảo cho sức khỏe của người sử dụng. Bởi vì khi mà quần áo của chúng ta không được đảm bảo là giặt sạch, có nhiều vi khuẩn thì có thể gây ra những căn bệnh về ngoài da, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Nên một sản phẩm có thể hạn chế tối đa, gần như là tối đa vi khuẩn, đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta thì sẽ là một sản phẩm nên được ưu tiên hàng đầu ạ. Thêm vào nữa là có thể vắt cực khô, khiến cho quần áo của chúng ta khô nhanh chóng và tiết kiệm thời gian sử dụng máy hơn rất là nhiều. Cuối cùng là khóa trẻ em an toàn, đảm bảo cho việc giặt giũ. Đối với những gia đình có con nhỏ thì luôn luôn lo lắng rằng là khi mà máy giặt đang chạy thì các bé sẽ chạy lại gần và nghịch ngợm. Thế nhưng đối với khóa an toàn thì có thể đảm bảo rằng là dù có trẻ em đứng xung quanh thì vẫn có thể giữ an toàn tối đa cho các bé. Tuy nhiên nếu được thì quý vị và các bạn hãy nhớ nhắc con trẻ của chúng ta là khi máy giặt đang chạy chúng ta hạn chế lại gần xung quanh mọi người nhé. Và chiếc máy giặt tuyệt vời này trong livestream ngày hôm nay của MediaMart như là Linh đã giới thiệu được bán ra với mức giá là 3.990.000 đồng. Và giá niêm yết ban đầu là 4.990.000 đồng, được giảm 21%. Tuy nhiên thì mức giá này sẽ chỉ có trong livestream thôi. Kết thúc livestream là mức giá sẽ quay trở lại với giá niêm yết ban đầu ạ. Trong livestream ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu đến các khách hàng chỉ một sản phẩm mà thậm chí là nhiều sản phẩm. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một chiếc máy giặt lồng đứng rồi. Bây giờ thì sẽ là một chiếc máy giặt lồng đứng tiếp theo cũng là của Aqua. Có tên là AQW FR100GTBK. Và đây là một chiếc máy giặt lồng đứng 10kg. 10kg ở đây là số lượng quần áo có thể giặt mọi người nhé. Và hiện tại thì chiếc máy này có thể giúp các bạn giải quyết một lượng lớn quần áo dành cho những gia đình đông người rơi vào khoảng 7 thành viên. Còn trong trường hợp nào mà gia đình ít người hơn nhưng nhu cầu giặt giũ cao, sử dụng quần áo nhiều thì sản phẩm này cũng hoàn toàn phù hợp. Có thể thấy rằng là để có thể đáp ứng được khối lượng là 10kg quần áo thì thiết kế có phần nhỉnh hơn sản phẩm trước một chút. Tuy nhiên thì cũng sẽ không chiếm quá nhiều không gian trong ngôi nhà của chúng ta. Và chiếc máy này có một điểm nổi bật là cái bảng nút điều khiển ở phía sau như thế này, có thể giúp người dùng dễ dàng thao tác cũng như là quan sát, cài đặt cái thời lượng thời gian, lượng nước và cái chương trình hoạt động cho máy trong thời gian chúng ta sử dụng. Đây, rất là dễ quan sát, có thể thấy như thế này ạ. Và thêm nữa là chiếc máy này thì cũng được trang bị mặt kính cường lực 100% để hạn chế tối đa những va chạm có thể gây ra nứt vỡ hay là tình trạng xước răm khi mà chúng ta đã sử dụng được trong một thời gian dài ạ. Một chiếc máy giặt với thiết kế sang trọng, đẹp mắt và có nhiều điểm cộng như vậy thì không biết là sẽ có giá bao nhiêu. Và bây giờ thì Linh sẽ cầm bảng giá lên để xem mức giá của chiếc máy này trong livestream ngày hôm nay là bao nhiêu mọi người nhé. Chiếc máy giặt Aqua lồng đứng có thể giặt đến 10kg quần áo. Mức giá niêm yết ban đầu là 8.190.000 đồng. Thế nhưng trong livestream thì sẽ chỉ còn là 4.990.000 đồng. Có nghĩa là đã giảm 40% so với mức giá niêm yết ban đầu. Là 40% đấy ạ, đây là một con số giảm rất sâu, từ 8.190.000 đồng xuống còn 4.990.000 đồng. Thế nhưng mức giá này sẽ chỉ được áp dụng trong livestream mà thôi. Nên là các quý vị khách hàng, chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại thông tin cá nhân, số điện thoại ở phía dưới comment hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của MediaMart để bộ phận tư vấn khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ quý khách hàng mua hàng thuận tiện và hợp lý nhất có thể. Lưu ý là mức giá giảm từ 8.190.000 đồng xuống còn 4.990.000 đồng sẽ chỉ diễn ra trong livestream thôi ạ. Và để tiếp tục trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn và cùng khám phá là để xem tính năng và chi tiết của chiếc máy giặt này sẽ có những gì mọi người nhé. Đầu tiên là lồng giặt pillow được thiết kế với bề mặt dạng gối và có những lỗ rất nhỏ. Theo như Linh thấy thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 2mm thôi. Và với thiết kế này thì khi kết hợp cùng với các tia nước được xen kẽ nhau phun ra xung quanh lồng giặt khi mà chúng ta sử dụng máy thì sẽ tránh được hiện tượng sơ vải mắc vào lỗ thoát nước. Và nhờ đó thì quần áo của chúng ta sẽ luôn được sạch sẽ và được bảo vệ tốt nhất mọi người ạ. Và hiện tại thì Linh cũng cảm thấy rất là ưng ý bởi vì nhiều khi chúng ta giặt quần áo xong này, rồi phơi khô rồi này và lúc mặc lên mà có những cái sợi sơ vải li ti dính vào thì sẽ có cảm giác rất là khó chịu. Đầu tiên là gây đến cảm giác ngứa ngáy khi mà bám vào da, thêm nữa là trông sẽ rất là mất thẩm mỹ đối với quần áo và khiến quần áo của chúng ta bị cũ đi nếu như các sợi sơ vải không được xử lý kỹ. Thì hiện tại chiếc máy giặt này đã giúp chúng ta xử lý cái điều đáng lo ngại đó rồi ạ. Thêm nữa là phần giặt bên trong là phần mâm giặt đấy ạ, là sẽ có mâm kháng khuẩn ABT với chất liệu kháng khuẩn được tích hợp phun vào mâm giặt giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc
và hiệu quả thì lên đến 99,99%, giúp bảo vệ sức khỏe tối ưu hơn. Đối với những gia đình nào mà có các thành viên như là trẻ nhỏ này hay là người cao tuổi mà da của chúng ta bị mẫn cảm thì Linh nghĩ rằng cái việc bảo vệ sức khỏe cho làn da thông qua cái việc giặt sạch sẽ quần áo và đảm bảo rằng vi khuẩn không thể thâm nhập vào quần áo thì đây sẽ là một điều rất là quan trọng, cực kỳ đáng được lưu ý nếu như làn da của chúng ta mẫn cảm và người sử dụng muốn bảo vệ kỹ càng hơn cho sức khỏe của cả gia đình mình. Để biết rằng một chiếc máy giặt có xịn sò và có xứng đáng để chúng ta xuống tiền hay không thì sẽ không chỉ dựa vào ngoại hình của máy mà còn sẽ phải tìm hiểu thêm về công nghệ hoạt động bên trong của chiếc máy này. Còn bây giờ thì Linh sẽ cho mọi người thấy là chiếc máy giặt đang đứng bên cạnh tôi thì sẽ có những công nghệ nổi bật gì nhá. Đầu tiên là công nghệ giặt Multi-Jet với nhiều luồng nước có thể phun liên tục trong lồng giặt khi mà chúng ta giặt, giúp hòa tan hoàn toàn bột giặt, tránh được tình trạng là cặn bột giặt bị bám trên quần áo, đồng thời cũng giúp chúng có thể thấm sâu và nhanh hơn vào từng sợi vải. Với tác động mạnh mẽ của Multi-Jet thì quần áo của chúng ta có thể được xóa đi hết mọi vết bẩn, tất cả đều sẽ được đánh bay nhanh chóng và nhờ đó thì quần áo cũng sẽ được giặt sạch sẽ cũng như là các sợi vải sẽ không bị co rút sau khi mà máy giặt xong. Và nếu như các quý vị khách hàng nào mà muốn quần áo của chúng ta có thể giữ được hương thơm lâu sau khi mà giặt xong thì chiếc máy này cũng sẽ có một điểm cộng rất đáng để chú ý. Đó là nhờ những có thể lưu giữ được hương thơm bền lâu nhờ cái tính năng là giặt thơm. Đây là một tính năng độc đáo mà có thể nói là độc đáo nhất của Aqua luôn. Tính năng này thì sẽ giúp quần áo được ngâm trong nước giả phải trong khoảng 20 phút trước khi mà vào đợt xả cuối cùng. Và nhờ vậy thì không chỉ quần áo của chúng ta được mềm mại hơn mà hương thơm trên quần áo cũng sẽ giữ được lâu hơn, đặc biệt là trong cái thời tiết mưa phùn sắp tới, thời tiết nồm ẩm và cái không khí độ ẩm trong không khí rất là cao. Nếu như mà không bảo quản được kỹ và giữ được quần áo thơm lâu thì có thể là quần áo sẽ có một cái mùi hương khó chịu khiến cho người mặc cảm thấy không được thoải mái chút nào khi mà chúng ta sử dụng. Với một thiết kế đẹp mắt, sang trọng, có thể thích hợp với nhiều không gian nhà ở, thêm nữa lại còn có thể giặt sạch quần áo, giúp quần áo lưu hương sâu thì Linh nghĩ rằng đây là một sản phẩm có thể làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Với quá trời ưu điểm như vậy thì ngày hôm nay chắc hẳn mức giá của sản phẩm sẽ là điều mà nhiều khách hàng quan tâm đến. Nãy thì Linh cũng đã công bố cho mọi người mức giá niêm yết của sản phẩm cũng như là mức giá được giảm trong livestream ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên để cho những khách hàng nào mà vào xem livestream sau cũng có thể nắm được thông tin thì ngay bây giờ Linh sẽ giới thiệu lại mọi người nhé. Như hiện tại thì chúng ta đang có bảng giá của sản phẩm này được giảm 40%. Mọi người có thể nhìn thấy con số 40% ở đây ạ. Máy giặt lồng đứng Aqua với 10kg quần áo là con số tối đa máy có thể giặt mọi người nhé. Đáp ứng nhu cầu giặt cho một gia đình và khoảng 7 thành viên luôn đấy ạ. Mức giá niêm yết ban đầu là 8.190.000 đồng và sau khi giảm 40% thì sẽ chỉ còn 4.990.000 đồng, giảm rất sâu từ 8.190.000 đồng xuống còn 4.990.000 đồng. Thế nhưng mức giá này sẽ chỉ diễn ra trong chương trình livestream ngày hôm nay thôi. Livestream kết thúc thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với mức giá niêm yết ban đầu. Vậy nên để có thể mua hàng với mức giá hời thì hãy comment ngay phía bên dưới bằng cách để lại thông tin cá nhân, số điện thoại của khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể trực tiếp inbox cho fanpage để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể hỗ trợ mọi người mua hàng nhanh nhất có thể ạ. Theo như Linh được biết về những chiếc máy giặt thông thường thì khi lắp đặt máy giặt trong gia đình, chiếc máy giặt của chúng ta phải được lắp đặt thấp hơn bồn nước trong gia đình khoảng 3 mét thì nhờ đó mới có đủ lượng nước cũng như là nước mới đủ mạnh để có thể cung cấp cho máy. Thế nhưng đối với sản phẩm máy giặt này của Aqua thì với van mực nước thấp, máy giặt Aqua vẫn có thể điều chỉnh và đảm bảo được lượng nước cấp đi sẽ đủ cho máy, giúp cho việc giặt giũ trở nên thuận tiện hơn. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ có một tính năng khác, đó là tính năng hẹn giờ. Mọi người có thể thấy rằng là trên cái bảng điều khiển này được đặt đằng sau như thế này thì ngoài việc chúng ta có thể quan sát kỹ thì việc hẹn giờ cũng dễ dàng hơn. Tất cả những cái hiển thị ở đây đều là hiển thị bằng tiếng Việt nên là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi người nhé. Và đối với tính năng hẹn giờ này thì Linh nghĩ là sẽ rất thích hợp cho những người nào mà có cái thời gian làm việc quá bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian để mà dọn dẹp hay giặt giũ thì đây sẽ là tính năng mà hỗ trợ cho mọi người rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian hàng ngày đấy ạ. Có thể khẳng định thêm một lần nữa là chiếc máy giặt này của chúng ta có quá nhiều ưu điểm và thậm chí là có thể làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Cái này thì Linh có thể đảm bảo gần như là chắc chắn luôn. Tại sao ạ? Vừa có thiết kế đẹp, vừa có cái diện tích nhỏ gọn, tiết kiệm điện diện tích trong gia đình. Thêm nữa là có bảng điều khiển thuận tiện này, làm khô được quần áo cũng như là giữ được quần áo thơm lâu thì có quá nhiều tiện ích đúng không ạ? Và với mức giá của ngày hôm nay Linh sẽ nhắc lại, đó chính là giảm giá 40%, giảm giá 40% đấy ạ.
từ giá niêm yết là 8.190.000 đồng, giảm 40%, chỉ còn là 4.990.000 đồng mà thôi. Tôi sẽ nhắc lại là giảm 40%, từ 8.190.000 đồng xuống còn 4.990.000 đồng, và mức giá này thì sẽ chỉ áp dụng trong livestream ngày hôm nay mà thôi. Hết livestream chúng ta sẽ quay trở lại với mức giá niêm yết là hơn 8 triệu lúc ban đầu. Thế nên ngay bây giờ các quý khách hàng hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại, thông tin cá nhân là tên của mình để bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn cho quý khách hàng cách thức mua hàng nhanh và hợp lý nhất có thể. Hoặc nếu không, chúng ta có thể trực tiếp inbox cho fanpage của MediaMart để có thể hỏi cụ thể hơn về thông tin của sản phẩm này mọi người nhé. Tuy nhiên thì cũng đừng quên là hãy like và share cho livestream để bạn bè và người thân của chúng ta cũng biết đến chương trình và có cơ hội mua được những sản phẩm cực kỳ hời trong livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu đến cho các quý vị khách hàng hai chiếc máy giặt lồng đứng. Còn bây giờ để thay đổi không khí một chút thì sản phẩm cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay sẽ là một chiếc máy giặt lồng ngang. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một chiếc máy giặt lồng ngang. Và chiếc máy giặt này thì có tên là Aqua Inverter 8kg. 8kg ở đây là tối đa số lượng quần áo mà chiếc máy có thể giặt trong một lần giặt. Và chiếc máy có tên là AQD A802GS mọi người nhé. Về kiểu dáng thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đây là một chiếc máy lồng ngang rồi. Và cái diện tích của máy thì Linh nghĩ rằng chiếc máy này cũng sẽ không chiếm quá nhiều diện tích trong ngôi nhà của mọi người đâu. Linh thì đang đứng bên cạnh, có thể thấy là cái độ chênh nó cũng không quá nhiều, chỉ nhỉnh hơn một chút thôi ạ. Nên là về diện tích thì chúng ta không phải lo mọi người nhé. Thêm vào nữa là bảng điều khiển của chiếc máy này thì tất cả đều là bằng tiếng Việt. Và nằm ở trước, chúng ta sẽ còn có một cái nút đúng vặn điều khiển như thế này nữa. Rất dễ dàng để cho thao tác, rất dễ dàng để có thể thao tác với mọi thành viên trong gia đình. Đó, thêm nữa là với nắp máy, mọi người có thể thắc mắc là nắp máy này làm bằng chất liệu gì và có chắc chắn hay không. Thì đây, mọi người có thể nhìn thấy, nắp máy được làm bằng chất liệu như ABS rất là chắc chắn để có thể tránh cái va chạm có thể gây nứt vỡ hay là chảy xước, thì cái này sẽ được hạn chế tối đa mọi người nhé. Thậm chí là tránh cả xước răm nếu như chúng ta đã sử dụng máy trong một thời gian khá là dài đi. Và cuối cùng là lồng giặt của chúng ta. Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, lồng giặt của máy có kích thước là bao nhiêu? Thì lồng giặt của máy có kích thước là 525mm, có thể là tăng cái không gian rộng để có thể cho được nhiều quần áo hơn, cũng như là giảm xoắn rối. Cùng với đó là thiết kế dạng hình gối pillow với các lỗ thoát nước nhỏ để có thể giúp các tia nước phun ra mạnh hơn. Từ đó quần áo của chúng ta cũng sẽ được giặt sạch hơn trong thời gian ngắn hơn mọi người ạ. Chiếc máy giặt lồng ngang Aqua của chúng ta hứa hẹn sẽ trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình. Và mức giá của sản phẩm này là bao nhiêu thì ngay bây giờ Linh sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Có thể thấy ở bảng giá trên tay của Linh thì chiếc máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 8kg có mức giá niêm yết ban đầu là 9.790.000 đồng. Vâng ạ, mức giá niêm yết là 9.700.000 đồng và giảm 39%, đây cũng là một mức giá giảm rất sâu. Còn 5.990.000 đồng mọi người nhé. Linh sẽ nhắc lại ạ, mức giá từ đầu là 9.790.000 đồng, giảm xuống còn 5.990.000 đồng, giảm 39% so với mức giá niêm yết ban đầu. Và mức giá này thì cũng sẽ chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Hết livestream là chúng ta sẽ quay trở lại với mức giá cũ là hơn 9 triệu đồng mọi người ạ. Nên là hãy tranh thủ khi mà livestream còn đang phát sóng thì hãy đặt hàng mua ngay bằng cách comment thông tin cá nhân bao gồm tên và số điện thoại để bộ phận chăm sóc khách hàng có thể gọi và tư vấn cho mọi người. Ở đây thì Linh thấy có một comment gửi về là gia đình nếu như có 3 người thì sản phẩm này có đáp ứng được không? Thì câu trả lời là sản phẩm này sẽ phù hợp dành cho những gia đình có từ 2 cho đến 4 người. Đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ thì Linh thấy đây sẽ là một sản phẩm rất phù hợp. Bởi vì tại sao? Nó sở hữu khối lượng giặt là 8kg. Đây là một khối lượng mà rất phù hợp với một gia đình có thành viên trung bình từ 3 cho đến 4 người. Và bên cạnh đó thì máy sẽ còn được tích hợp là 15 chương trình giặt rũ đáp ứng sẵn. Cái này đã được tích hợp sẵn trong máy rồi mọi người nhé. Thì ví dụ như là refresh này, giặt đồ thể thao này, diệt khuẩn, đồ trẻ em, đồ cốt tông, đồ len, hay là thậm chí là có chương trình giặt nhanh 15 phút. Thì có rất đa dạng chế độ giặt để mọi người có thể tùy chỉnh
tùy theo cái hoàn cảnh sử dụng của mình. Và đối với chế độ giặt nhanh 15 phút thì có thể là dành cho những khách hàng nào mà chúng ta chưa biết. Thì những dạng quần áo ví dụ như là đi làm về một ngày mà quần áo của chúng ta chỉ dính bụi thôi, hoặc là mồ hôi thôi, không phải là một cái vết bẩn nào đó mà nó quá đậm và quá bẩn, ví dụ như là vết dầu nhớt hay vết dầu ăn chẳng hạn, mà chỉ là mồ hôi và bụi thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng giặt nhanh trong 15 phút. Và chiếc máy này thì cũng có thể vắt rất khô, 15 phút giặt thêm khoảng 1-2 tiếng chúng ta phơi đồ thôi là đã có nhanh, là đã nhanh chóng có đồ mới để có thể mặc rồi, tiết kiệm thời gian rất nhiều cho những người nào mà chúng ta bận rộn đấy ạ. Vừa mới điểm qua một vài tính năng thôi đã thấy có quá là nhiều ưu điểm để chúng ta có thể sắm chiếc máy này về rồi. Và Linh sẽ nhắc lại mức giá mọi người nhé. Trong ngày hôm nay, ngày Giáng sinh, thì chúng ta sẽ có mức giá được giảm 39% từ 9.790.000 đồng xuống còn 5.990.000 đồng. Linh sẽ nhắc lại ạ. Giảm 39% từ 9.790.000 đồng xuống còn 5.990.000 đồng. Đây là một mức giá ưu đãi cực kỳ hời mà ông già Noel muốn gửi tặng đến các khách hàng của MediaMart trong dịp lễ Giáng sinh này đấy ạ. Nên là hãy nhanh tay nhận quà mọi người nhé. Và hết livestream thì chúng ta sẽ quay trở lại với mức giá niêm yết ban đầu. Nên hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại thông tin cá nhân ở phần comment, bao gồm tên và số điện thoại, để bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể tư vấn nhanh chóng nhất cho quý khách hàng để chúng ta có thể mua hàng thật thuận tiện. Hoặc nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể là inbox trực tiếp cho fanpage của MediaMart cũng được ạ. Miễn là thuận tiện cho các quý khách hàng của chúng ta là được. Và hãy nhớ giúp Linh, mức giá giảm 39% từ 9.790.000 đồng xuống còn 5.990.000 đồng sẽ chỉ diễn ra trong livestream ngày hôm nay thôi. Mà hiện tại thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian cho livestream nữa đâu ạ. Ở đây thì đã có thêm một khách hàng hỏi là chiếc máy này thì có công nghệ gì thế? Nhắc Linh phải nhớ, không thì suýt nữa Linh sẽ quên. Là bên cạnh cái việc tìm hiểu về các tính năng bên ngoài thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một chút về các công nghệ được tích hợp trong sản phẩm này mọi người nha. Đầu tiên đó là chế độ giặt hơi nước ở nhiệt độ từ 60 độ C cho đến 90 độ C. Với nhiệt độ này thì chúng ta có thể nhanh chóng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, đồng thời là loại bỏ luôn được các vi khuẩn cũng như là các chất gây dị ứng, thì sẽ an toàn hơn cho làn da của những khách hàng mà chúng ta có làn da nhạy cảm. Thêm vào đó là công nghệ cân bằng AI DBT giúp có thể cảm nhận chính xác biên độ quay, cùng với đó là độ lệch tâm để mang lại khả năng tự động cân bằng khi giặt, từ đó điều chỉnh được tốc độ quay cũng như là làm giảm cái sự rung lắc và tiếng ồn khi mà máy giặt của chúng ta vận hành. Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT của máy giặt Aqua thì cũng có khả năng là chống vi khuẩn cũng như là nấm mốc khá là hiệu quả, giúp khu vực cửa của chúng ta luôn sạch sẽ, hạn chế những vi khuẩn bám vào quần áo cũng như là những cái vết ố mà trông không hề được đẹp mắt một chút nào cả. Tiếp theo đó là công nghệ Smart Deo Spray hạn chế được tình trạng sơ bám vào quần áo của chúng ta ở những lần giặt sau, nhờ có các tia nước tự động để giúp rửa sạch sơ vải còn sót lại ở khu vực mặt trong cửa vòng đệm sau mỗi lần chúng ta giặt. Đặc biệt là inverter sẽ giúp cải thiện cái hiệu suất giặt cũng như là hạn chế tiếng ồn khi mà máy của chúng ta vận hành, để giúp chiếc máy được vận hành êm ái cũng như là tiết kiệm được năng lượng sử dụng trong gia đình của chúng ta. Một sản phẩm quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và đối với sản phẩm tuyệt vời như vậy thì ngày hôm nay trong livestream mức giá giảm chỉ còn chưa đến 6 triệu đồng cho một sản phẩm như vậy. Vậy nên ngay bây giờ tranh thủ thời lượng lúc mà livestream của chúng tôi vẫn còn, thì quý vị và các bạn hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách comment thông tin cá nhân, tên, số điện thoại thôi là quá đủ rồi. Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn mua hàng, cách thức nhận hàng thuận tiện nhất cho quý vị và các bạn mọi người nhé. Hãy nhớ ạ, là ngày hôm nay khi mà kết thúc livestream thì sản phẩm sẽ trở lại với mức giá niêm yết ban đầu là 9.790.000 đồng. Và chỉ trong livestream thôi thì mới có mức giá giảm là 39%, giảm từ 9.790.000 đồng xuống còn 5.990.000 đồng, có nghĩa là chưa đến 6 triệu đồng trong một chiếc máy có quá là nhiều ưu điểm, tích hợp nhiều tính năng và công nghệ hiện đại, thậm chí là còn có thể bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình của chúng ta. Vậy thì tội gì mà không xuống tiền đúng không ạ? Mức giá giảm cực kỳ hấp dẫn, giảm 39% ngay trong ngày lễ Giáng sinh, món quà mà MediaMart muốn gửi đến cho các quý khách hàng. Rồi ạ, lại thêm một câu hỏi nữa được gửi về cho livestream của chúng tôi là sản phẩm này dùng có an toàn hay không? Thì Linh đoán là cái sự an toàn mà khách hàng muốn nhắc đến ở đây đó chính là cái sự an toàn khi mà đối tượng lại gần và sử dụng máy là các bạn nhỏ, là trẻ em đúng không ạ? Thì Linh sẽ giải đáp luôn là
chiếc máy giặt này thì sẽ được tích hợp tính năng là khóa trẻ em. Các bạn chỉ cần nhấn đồng thời hai nút ở đây là nút hẹn giờ và nút giặt hơi. Cái này thì cũng đã được lưu ý ở phía dưới rồi đấy ạ. Đây, hướng dẫn là hai nút này chính là khóa trẻ em. Chúng ta nhấn đồng thời cả hai nút và giữ trong khoảng 3 giây. Vậy là đã khởi động khóa trẻ em rồi. An toàn tối đa cho những bạn nhỏ. Nếu như mà trong thời gian máy chạy mà các bạn hiếu động chạy xung quanh máy thì hãy sử dụng nút khóa trẻ em để giữ an toàn tối đa mọi người nhé. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có tính năng hẹn giờ. Đây, hẹn giờ thì có thể nhìn ở đây. Rồi ạ, đây. Hẹn giờ, tất cả mọi tính năng đều được ghi bằng tiếng Việt mọi người ạ, nên là yên tâm, kể của chúng ta không quá thông thạo về ngoại ngữ thì cũng có thể sử dụng được sản phẩm này. Đối với tính năng hẹn giờ như thế này thì sẽ giúp cho người dùng có thể chủ động về thời gian, cài đặt cái mức thời gian trong cái khoảng thời gian mà mình có thể để chủ động hơn trong công việc cũng như là tiết kiệm thời gian hết mức có thể. Thêm vào đó là chúng ta có thể tùy chỉnh nhiệt độ nước trước khi giặt, bởi vì sẽ có rất là nhiều loại vải đặc thù mà chúng ta sẽ phải có một cái nhiệt độ nước dành cho từng loại vải khác nhau. Thì chiếc máy này cũng sẽ có cái tính năng là điều chỉnh cái nhiệt độ nước thích hợp sao cho phù hợp với từng loại vải mà người dùng đang sử dụng. Và cuối cùng là lưu chương trình giặt yêu thích. Bởi vì tại sao ạ? Khi mà chúng ta thường xuyên giặt một loại quần áo và cái nhu cầu giặt của chúng ta khi mà đã thành thói quen rồi thì Linh nghĩ là sẽ hơi mất thời gian nếu như cứ mỗi lần sử dụng máy giặt là phải mở ra và cài đặt lại từ đầu. Vậy nên chiếc máy giặt này đã tích hợp được cái khả năng là lưu cái chế độ giặt mà chúng ta thường dùng để cái lần giặt tiếp theo là mình không phải cài đặt lại nữa, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Quá là thuận tiện đúng không ạ? Rồi ạ, tất cả những thông tin mà Linh vừa mới kể trên thì nhận được rất nhiều sự đồng tình cũng như là sự tò mò của nhiều quý vị khách hàng và khán giả. Thế nhưng mà mình nói, mình giới thiệu là một chuyện, còn để có thể cảm nhận được thực sự là sản phẩm này có đúng như những gì mà Linh nói hay không thì Linh nghĩ là mọi người nên mua về và trực tiếp trải nghiệm để xem là liệu nó có đúng như những gì mà Linh vừa chia sẻ hay không nhá. Còn về mức giá thì Linh sẽ nhắc lại, mức giá ngày hôm nay của chiếc máy giặt này được giảm 39%. Từ 9.790.000 đồng giảm xuống còn 5.990.000 đồng. Linh sẽ nhắc lại nha, là giảm dưới từ mức giá niêm yết là 9.790.000 đồng xuống còn 5.990.000 đồng. Mức giá giảm sâu 39% sẽ chỉ diễn ra trong livestream ngày hôm nay thôi, mà chỉ còn vài phút nữa là livestream sẽ kết thúc, trở về với mức giá niêm yết ban đầu. Và không biết là đến bao giờ chúng ta mới có cái cơ hội được mua một sản phẩm tuyệt vời với mức giá phải chăng như vậy, nên là hãy nhanh tay đặt hàng ngay bằng cách là chúng ta hãy comment thông tin cá nhân bao gồm tên và số điện thoại để bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể tư vấn và hướng dẫn mua hàng cho các quý khách hàng của chúng ta. Từ đầu chương trình livestream đến bây giờ thì chúng tôi đã gửi đến cho các quý vị khách hàng của MediaMart khá là đa dạng sản phẩm. Có cả máy giặt cửa đứng, có cả máy giặt cửa ngang trong dịp lễ Giáng sinh. Và ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều con số ưu đãi được đưa ra. Con số ưu đãi này thì sẽ chỉ diễn ra trong livestream thôi. Mà livestream của chúng tôi thì sẽ chỉ còn một phút nữa thôi là kết thúc rồi. Nên là ngay bây giờ nếu như các quý khách hàng nào vẫn còn muốn được sở hữu sản phẩm với mức giá cực hời thì hãy nhanh tay để lại thông tin cá nhân bao gồm tên và số điện thoại để bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể tư vấn cách thức mua hàng phù hợp cho quý vị nhé. Và như là Linh đã nói rồi đấy, bây giờ là ngày Giáng sinh thì chúc mọi người là sẽ sớm có thêm được một sản phẩm cùng đồng hành giúp mình trong công việc gia đình để có thể có một mùa Giáng sinh an lành và nhiều mùa Giáng sinh khác cũng an lành như thế nữa. Và bây giờ thì chương trình livestream của chúng tôi cũng đã kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khách hàng, những người đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt livestream vừa qua. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của MediaMart. Hãy nhớ là theo dõi những thông tin mà chúng tôi update trên fanpage mọi người nha.